Xin chào mọi người. Đây là cái cây nó bị suy á. Đó, hổm tiến hành ép lại cái chậu nhỏ từ chậu 6 tấc rưỡi ép xuống 6 tấc. Xử lý đáy bằng đá xanh á. Đó, xử lý đáy bằng đá xanh nó rõ nước. Nói chung là hiện tại thì canh nước rất là kỹ á, nói chung là chỉ tưới dưỡng rễ thôi chứ không có tưới gì hết á. Không có phân NPK gì trong đây cả. Dưỡng rễ thì anh em có thể xài mấy cái này là rắc ba cái dâu cho phủi cho nó đừng có bóng đống rong á. Chung cái dâu này cũng ít nè chứ không có nhiều, lại cân nó cân bằng cái pH ở trong trong đất này. Đó, trung hòa đất á. Đó. Nói chung cây này thì cú cũng kiểm ra cũng năm ăn năm thua. Đó. Cái này thì mình mua lại của người ta. Đó. Mặc dù ép chậu mà ở dưới cái chậu cũ đó người ta đục rất là nhiều lỗ, đục đâu 7-8 lỗ nhưng mà nó cũng không có rõ nước ngon ha. Đây là cái chậu cũ của nó nè. Lúc đầu thì người ta làm thì người ta đục chỉ có 4-5 lỗ thôi, nói chung là này ta đục theo rất là nhiều lỗ. 2 4 6 7 đục 8 lỗ đó. Nhưng mà cái thằng chất trồng đây ra cũng là chậu cạn á, nó cao chỉ có nó sâu chỉ có 2 tấc thôi đó. Nhưng mà chất trồng á đấy, như thế này thì nó vẫn bị ẩm ướt á đó. Thì giờ đây mình làm lại lót lớp đá xanh ở chừng 3 phân vậy đó, cho nói chung là nó có một cái lớp lớp cách tuyệt đối á. Như kiểu anh em thấy trời mưa mà trên cái nền đá xanh này thì nó ráo hoàn toàn á. Nhiều khi trên cái nền cát thì nó còn chèm nhẹp được, chứ cái nền đá xanh là nó rút hoàn toàn hết á, là đá nó không có thấm nước nữa. Đó, còn gạch nhiều khi nó cũng thấm á, với lại xỉ than nó cũng thấm nước á. Cái này thì mình học của mấy anh Sài Gòn chỉ á. Có mấy anh mấy chú kêu lót bằng cái than củi á, nó cũng rút nước dữ lắm á. Than củi tính là nó háo nước. Đây là cái chậu cũ á, nó trồng nói chung là nó vẫn bị giữ nước á. Đó là chuyện chơi á, chuyện chơi mà làm cho nó hiệu quả. Đó. Như cây này á là nó bị khô bầu quá, khô quá cũng không được mà ướt quá cũng không được á, vừa vừa thôi, vừa ẩm thôi á. Đó, ẩm mình làm này nó xì tợt rồi nè. Đó. Thời gian này thì anh em xài những loại mà phân dưỡng rễ mà cái dạng như kiểu như như bóng lá N3M hoặc là Atonic Root 2 rồi nói chung là những cái loại mà bóng lá rễ cây nó dễ hấp thu á, canh nước kỹ. Đó, nó xì đọt ra. Đó, canh nước á, không cho nước mưa vô. Nói chung là cây yếu á, chúng ta tưới nhiều khi cứ 2-3 tuần á, nó vẫn ẩm á, không có cần nước đâu á. Đó, bắn nè, bắn đọt đỏ rồi ha. Ghép thì nó dễ á, nói chung là anh em chơi may ghép thì rất là dễ, nhưng mà nuôi nó mới khó nè. Quăng nó bước đầu tiên chúng ta làm á, xử lý nó thôi, nó không có tới cây á. Nuôi rất là cực á, mấy công đoạn sau rất là cực. Còn bước đầu tiên nè, nói chung là mình làm mấy cái này á, cho anh em thấy là dở cỡ nào dở người mà tệ nhất á, cũng đã làm được á. Xử lý nè, để nguyên cái bầu luôn á. Mấy anh hay nói là để nguyên cái bầu này sau này trồng nó không có tốt á. Đó, thì lý do sao nó mới không tốt á. Một là nó bị đất là nó bị lèn, cái thứ hai là đất là nó bị chai cứng á. Chúng ta giải quyết cho cái đất nè, giống như kiểu tự nhiên á, không có bị lèn, không có bị chai là trồng được thôi. Đó. Cái này đúng một năm trước á, năm trước mình mua phôi vào cái mùa dịch nè, rồi mình ghép á. Là tứ quý, đây cũng là tứ quý nha. Bữa nay nè, này ba cái lá cây cỏ mục mình ủ lại ha, ủ bằng cái men ủ emix đó. Cái chột này nó bự lên nè, bằng ngón tay luôn à. Sau năm ghép nè, anh em thấy không, cái men ủ emix ha. Nè, cái này á
phần đất mà chúng ta giải quyết được hai cái vấn đề đó là chúng ta trồng được thôi á. Như mấy cây này nè, tứ quý á, để nguyên màu đất làm nè, dở ẹt ha. Đó, mà chúng ta giải quyết được cái mà lèn thì chúng ta lót đá, còn cái mà chai cứng thì chúng ta che phủ bề mặt á. Nói chung chuyện này mấy anh nói à, nít nó cũng biết á, nít cũng biết mà không có ai chịu làm hết trơn. Đó, như cây này lúc mà mình thay chậu cũng lót một lớp đáy chậu cho nó đừng có bị lèn. Đó, ở trên thì che phủ bề mặt đó, vậy là trồng được rồi ha. Cây này cũng vậy, suy cho nó một lớp đá dưới, ở trên này tính sau từ từ xử lý á. Cây này mới ghép nè, anh em thấy không, nó tùm lùm luôn rồi nè. Nói chung ghép mà rất là dễ á, ghép thì nó dính thôi đó. Rồi này cắt, mới cắt dọn lại nè đó. Quan trọng là ta ghép, ta nuôi cho nó lâu, nó bền á, nó sống được thì chúng ta hiểu đặc tính của nó, thì đặc tính của nó thì chúng ta phải tìm hiểu á, chứ sao biết được. Đó, như cái cây me rừng nè mình làm á, nói chung là xử lý được á. Mai rừng của Ninh Thuận nè, của Bình Thuận á, đoạn đỏ lừ ghép lên luôn á. Mấy cây mai đắp bầu của An Giang nè, mình làm cũng sống hết á. Cho anh em tham khảo, anh em đừng có mắc mấy cái lỗi sai nữa. Đó, lúc trước mình làm á, mấy cây bự á, làm nhiều chết sạch hết nhiều. Đây là cái căn bản á, chúng ta nắm được cái này là chúng ta chơi được hết á. Còn chuyện phân thuốc tính sao, phân thuốc người ta sản xuất ra có tác dụng á. Như cây này nè, cũng lót đá, cục để tổ bố luôn á, chậu 7 tấc bích luôn á. Cây này bữa nay đúng năm á, giờ mùa dịch năm rồi mình mua cây này nè. Hôm nay nó ra chột mập à. Chột mập ra đó, tiến hành mình ghép luôn, cắt lại ghép á, như cái ngọn núi không. Chất trọng đây là vẫn giữ lại cái bầu á, thì cái bộ đế nó quá đẹp đi. Giữ lại cái, nói chung là chỉ có phá 50-50 thôi, và chất trọng vẫn là đất á. Mấy anh mấy chú nói là trồng đất tốt 1-2 năm đầu thôi, miễn năm sau thì nó không có tốt á. Nó thì để mình để coi á, tại sao nó không tốt á. Anh em thấy không, đó, như ngọn núi á. Nuôi chột mập ghép là lúc trước không biết á, sau này á chúng ta biết được cái kỹ thuật nuôi rồi đó, chúng ta bứng phôi ta thể ghép liền được á. Lúc trước thì mình làm chết nhiều quá, mình sợ nhát tay á, nuôi cho năm mới ghép, mà sau này á, những cây này mới trồng mình ghép được. Nói chung là khi mà chúng ta trồng á, chúng ta xử lý được cái phần nước á, là chúng ta ghép được à. Tưới nó khô liền á, nó khô bầu liền, để nó ra rễ được thì chúng ta ghép được thôi á. Còn khi mà trồng mà không có xử lý, không có canh nước được á, chúng ta ghép được thì nuôi cũng không được đâu. Cho dù anh em nuôi 1 năm, 2-3 năm, nuôi 5-7 năm, cái chột nó bự, nó mập đi nữa, chúng ta cắt ngang, chúng ta ghép á, tưới nước dư là nó ngợp chết cây luôn à. Đó, mình có bị chết rồi á, do chúng ta canh nước không có được á. Vấn đề canh nước thì lòng vòng nữa là chúng ta xử lý cái phần mà chất trồng á, xử lý đáy chậu thôi, chứ nó có gì đâu. Có gì đâu mà nó phức tạp á. Tiến hành ghép á, cắt trước 2-3 ngày sau nó trào nhựa lên rồi mình ghép vô luôn. Đây thực tế là mấy cây bình định nè. Đó, bình định người ta trồng á, người ta lót một cái lớp cát núi hộc to rất là dày dưới á. Đó, cho nó rõ nước, nó ráo nước, cho dù nó có bị ngập lụt đi chăng nữa, ngập mấy ngày ở bình định, ngập mấy ngày mà cây nó nước nó rút xuống thì nó vẫn ráo á, chứ nó không có chèm nhẹp. Đó là cái hay của mình bình định á, người ta làm mấy chục năm rồi, chúng ta học vô một cái là chúng ta biết rồi ha. Đó, sau một năm nuôi nè, cành nhánh xum xuê, cắt bỏ,
Giờ chúng ta nuôi thì chắc cái phôi chúng ta chắc chắn sống rồi á, là tiến hành ghép thôi, ghép là nó khô bầu chúng ta mới tiến hành nuôi được á. Còn anh em ghép mà nó chèm nhẹp hoài á, không có khô, không có ráo á, thì không có nuôi được. Đó. Đây, cái này mai vàng mình có làm á, tứ quý cũng có làm, cây nhỏ cũng có làm, cây lớn có làm, anh em có cái tham khảo á, khỏi mất thời gian nữa, khỏi thời gian mò mẫm rồi mất công á. Như cây này á, lúc mà mình thay bầu nè, mình cũng để đất luôn á, quá sức cái bộ đế luôn nè. Sau này có điều kiện là xuống bồn trồng á. Trên nè, cây này thì ghép luôn nè, này ghép giảo đồng tiền nè, nó ra đỏ hết trơn nè. Cây này đó mình trồng á, nó cũng để nguyên cái bầu đất nè, tứ quý á, nhánh bự bự trơn nè, dưới cũng có lớp đá xanh nha. Những cái thế hệ đầu tiên mà mình đi học về mình làm nè, sau này có cải tiến hơn á, biết phá bầu đâu đó. Biết phá bầu là cho nó nhẹ nhàng đâu á. Còn thời gian đầu á, đi học về thì làm đúng á, đúng thì nó mới có, nó mới còn được á. Như đây nè, năm rồi làm á. Đó. Những cái hàng ghép nè, anh em thấy không? Đó, vậy thì anh em chúng ta mới nuôi lên nữa, vậy nó mới thấy ham á. Trồng cây mà ghép ra mà vậy nó mới thấy ham nè. Đó, chứ mà ghép ra nuôi nó vàng vàng hoài á, hơi nhổ dục cho rồi á. Cây phu thê nè, rất đẹp á. Nhỏ thầm nó có duyên à, dính luôn. Này. Lòng vòng thì nó có nhiêu đó thôi ha. Đó, cái cách mà mình đi học mà mình làm đó, chia sẻ cho anh em có đam mê á. Rồi anh em khỏi mất thời gian đó, khỏi có thời gian, khỏi mất thời gian nghiên cứu đâu, mất công á. Để thời gian đi chơi, để thời gian làm chuyện khác ha. Khỏi mất thời gian nghiên cứu gì đó. Nè, tứ quý thường người ta trồng, người ta để nguyên bầu đất á, để đất á, thì nó hay bị vàng vàng là do nó bị dương nước á, úng rễ á, nó chèm nhẹp ở dưới đáy á. Còn tứ quý mình trồng đâu có bị vàng đâu ha. Anh em thấy không? Lá nói chung là nó phân xanh mà nó xanh ngà ngà thôi, chứ không phải là nó xanh đậm á. Thì phân thuốc đây mình đi nói chung là bằng nửa người ta. Đó. Mấy anh nói là trồng mà phải trồng bằng sơ dừa nó mới tốt á. Cái đó thì nó nói chung là nó không có đúng á. Tại sao mấy cây mai Bình Định ta trồng bằng đất phù sa không á? Người ta trồng cây mấy chục năm không á, mà nó tốt phà phà á. Đó, thì chúng ta nhiều khi chúng ta nghe người ta hay nghe người ta nói á, nói gì thì cũng khoan hãy hãy tin liền á. Đó. Thực tế mấy cây trồng bằng đất nè. Đó. Cho anh em coi mấy cây Bình Định mình mua nè, cũng trồng ở cùng bằng đất á. Đó, những cây Bình Định nè. Đất phù sa không á. Mình hay nói là trồng mà chừng 3 năm 4 năm nó hư nó chết á. Bình Định ta cái làng mai ta làm cả 20 năm rồi á. Nó có hư nó có chết đây không đâu. Đâu. Do nói chung là do tầm hiểu biết của chúng ta nó có hạn á. Đó thì chưa gì trơn mà bập chập mà người ta gọi là chưa gì trơn mà phát biểu rồi ha. Chưa gì trơn mà đưa ra nhận xét rồi đó. Nói chung là cũng phải dòm nhiều, nhìn
nhìn nhiều khía cạnh á. Bình định nè, không thay chất trồng á. Ở đây mình rắc miếng rau hữu cơ vô đây. Ở dưới thì có lớp cát núi học to rồi, ở trên thì là cho lớp che phủ bề mặt á. Nói chung là mai trồng đất á, người ta bắt buộc á, giống như cái mấy cây trồng mô sầu riêng đâu đó, mấy cây sầu riêng á đó, người ta trồng người ta phải phủ cái mô á cho nó im đất, chứ để cái mô trơ trọi xịt thuốc cỏ rồi chết cỏ trên cái mô nó chai cứng á, cây không có tốt lành như trơn á. Vô mấy vườn sầu riêng chôm chôm á mà xịt thuốc cỏ đâu á đó, nhìn cái mô nó phẳng lì là không có tốt lành như trơn á. Thì trồng cây mai này là cũng từ cái thực làm vườn ra thôi, chứ ở đâu á có gì đâu mà cao siêu á, áp dụng từ kiến thức làm vườn thôi chứ có gì đâu. Đó, rễ phúng phúng luôn á. Cây nhỏ cây lớn á. Đây, cái này nè, mình có đi làm, có làm rồi mình có biết á. Anh em khỏi mất thời gian nữa. Mai Bình Định á. Rồi, từ cái lúc mà trồng phôi á, đó, anh em chơi mà từ lúc trồng phôi tới lúc mà trồng lớn, tới lúc mà trồng lâu dài, giai đoạn nuôi đâu đó. Chúng ta hiểu được vấn đề á, đó. Cây mai là nó cây, nói chung là nó không có chịu úng á, độ ẩm vừa phải thôi, khô quá cũng không được mà ướt quá cũng không được. Đó, rồi chúng ta thấy cách làm của người mà làm nó thành công á, người Bình Định nè. Đó, người ta là trồng bằng đất thành công á. Đó, những cái vùng trồng cây tốt đâu. Đó, rồi chúng ta coi, chúng ta bắt trước á. À, coi chúng ta bắt trước theo. À, mấy cái phôi tứ quý nè. Đó, bứng phôi về vô chậu á, ghép luôn nè. Đó, che mưa che nắng á. Đó. Đó, lên. Chứ không có cần mất thời gian mà nuôi năm á. Có người thì ghép nuôi liền cũng được, người ta học những người đó được á. Có người thì ghép nuôi năm được đó, mà cái vấn đề là nằm ngay chỗ chất trồng á, nó ráo nước là chúng ta nuôi được thôi đó. Chứ mà chúng ta vô cái cây mà vô người ta trồng một năm đi chăng nữa mà cái mà tưới nó không có ráo nước á thì chúng ta không có, cũng không có ghép được đâu á. Nó thỏa mãn cái nước á. Như cây bự á, cây bự cây nhỏ gì cũng vậy. Cây nhỏ trồng chậu bự, đắp mô bự đâu á. Đó mà nó ráo nước thì trồng được thôi. Còn cây bự mà vô chậu bự mà chèm nhẹp hoài thì nuôi cũng không được á. Mấy cây này tưới mỗi ngày mỗi khô luôn á. Cây này trồng dưới đất nè. Quá sức luôn à. Bình định nè. Anh em xem đó. Này, cái chỗ là mình hung trấu á, chất trồng là đất nè, đất với lại trấu hung á. Hiện tại thì mình vẫn xài trấu hung với đất á. Đó, khi mà hung thì bỏ đất vô luôn. Đó, rất hiệu quả ha. Đó, những cái cây mà người ta trồng dưới đất á, đó, chúng ta trộn trấu vô nó xốp đất. Trấu hung này thì nó lâu mục á, 5-7 năm á. Trấu hung là trấu nó còn nguyên hạt á, chứ không phải là nó là tro trấu á, nó còn nguyên cái hạt thế này nè. Đó, nói chung là nó cháy trong cái điều kiện mà yếm khí á, nó giữ nguyên cái hạt chứ nó chứ không có thành tro á. Cái này mình trộn á, trấu hung với lại đất để trồng cây á. Rồi, một cái quá trình đó, nó kéo dài đâu đó khoảng một năm trồng phôi á.
trồng phôi mạnh khỏe đó, tiến hành cắt ghép á. Đó, sau này nè chúng ta hiểu á, cắt trồng ghép liền cũng được đó, trồng năm sau ghép cũng được á, nói chung là có rất nhiều cách làm á. Chúng ta hiểu cái vấn đề là làm được hết á. Đúc kết nó có cái nhìn nó đa chiều á, trồng phôi gì liền cũng được, mà trồng mà để năm ghép cũng được á, sao cũng được đó, quá trình năm á. Đây anh em xem tới đây thì một đoạn video nó có mười mấy phút á, trong một năm mình tổng hợp á đó, thì tiếc gì cho mình một nút like á. Đó, một năm trời trồng này rồi, lúc mà nếu mà biết đầu mà mình đã xử lý đúng rồi á đó, lúc đầu mình có thể ghép liền được luôn đó. Tại lúc đầu sợ, tại trồng chết quá trời chết rồi, trồng nhiêu chết nhiêu á. Cây phôi này mua 8 triệu á đó. Đó, chết cái là nó mất hết 8 triệu á, mất hết tháng lương à đó, đi làm cực khổ á, nó không có cây chơi mất tiền nữa, ba làm cây bán đâu không thấy á, thấy mất tiền trước rồi đó đó. Anh em xem lại cái quá trình mà mình làm cây này á, nói chung là cũng nhắc đi nhắc lại cho anh em nhớ á. Đó, như kiểu bài học quá trình một năm nè. Ghép thì nói chung là cái cây chúng ta trồng phôi sống á, sống là rễ nó ra được, ra được thì do cái chất trồng á, nó không ẩm thấp, nó không có dư nước. Đó, người nuôi được thì cũng vậy thôi á, chất trồng nó không ẩm thấp, không có dư nước á. Đó, bắt đầu từ giải quyết được cái đó rồi mới tính mấy chuyện chơi lâu chơi bền á. Đất á, đất để lên bề mặt nè, trơ trọi thì nó sẽ bị chai á. Đó là đặc tính vật lý, đặc tính tự nhiên của nó. Phải có lớp che phủ, phải có dùng, anh em dùng rơm rạ, dùng rễ đục bình nào á đó, phơi khô tủ lên đó, nhiều cách làm á, lá cây ủ vậy đó, sao cũng được. Như cái này nè, mình xài trấu hung nè, cho anh em xem mà trấu hung sao á. Như cái này mình cũng làm trấu hung nè đó, hai chậu mà xử lý đáy ở dưới đó, này tốt mịt trời luôn á, cái giảo đọt xanh đó nè, trấu hung nè, nó ra rễ rất là nhiều luôn nè. Mấy tháng gần Tết á, con cái bài này nữa nè, chúng ta trộn trấu hung với lại sơ dừa 50-50, chúng ta rải lên lớp mặt á, rải lớp mỏng á, chừng phân 2 phân thôi đó. Em nhìn nó có chất kali á, cây chúng ta nó sừng đọt tự nhiên luôn à, để lúc đó nó sừng đọt á, làm nụ rất là đạt á. Trấu hung nè, ra rễ dữ lắm á, lúc mà mình rải lớp này lớp màu mỏng một xíu á, cây này hay nó sừng lại, nó sừng trong đó khoảng chừng tháng á, mà khi nó bắt lại rồi, nó bắt được cái rễ á, lá nó xanh đậm lắm, mạnh dữ lắm, mạnh á. Cái họ hương nè, dùng trấu hung với sơ dừa. Rồi mà anh em xem lại cái quá trình nè làm phôi này á đó, rồi chúng ta có cái chung là có cái nhìn đa chiều á đó, cỡ nào cỡ chúng ta chơi cũng được á, bứng phôi ghép liền cũng được, trồng lâu cũng được á, chơi nó mới bền á. Rồi chúc mọi người xem video thì nó có nhiều cái, nói chung là nó nhiều cái kiến thức á, chúng ta xem chúng ta biết được, học được cái gì đó, thì nên xem á. Còn xem xong mà giống như kiểu xem TikTok á đó, TikTok xem xong mà không biết gì xem gì, mất thời gian á, thôi nghỉ khỏi xem. Xem mà nó có giúp ích gì á thì chúng ta xem á, không nó mất thời gian thì thôi đi á, không có lợi ích gì hết á.